Alo, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất trên kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cầm 66 củ nha anh em nhé. Và để chiến đấu ở con bàn màu xanh. Đấy, mình sẽ đánh ở trên con bàn này. Không biết là cái số 4 này thì sẽ lên bao nhiêu nó hợp lý anh em. Đó, chắc là mình nghĩ lên tầm 70 củ nha anh em nha. Đâu đó 70 củ là ok rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cầu. Đã nhìn thấy cái dấu hiệu cầu đi 1 rồi anh em ơi. Đánh được một con tài mình nhá. Tài này mình bẻ này. Mình không đánh 1-1 anh em ạ. Mình không kết cái cầu 1-1 này cho lắm. Đấy, 994k tay đầu nhá. Tay đầu vào 994k anh em ạ. Đấy. Thì đánh một vài tay sướng nữa. Tí nữa thì mình sẽ có một cái công thức mình chơi riêng trên con bàn này nhá anh em nhá. Ok chưa? Nhưng mà phải tí nữa nha anh em nhá. Bây giờ thì cứ bình tĩnh đã đúng không ạ? Rồi ok. Đây, 4-3 này. Ra 6 này, được chưa? Kiểu gì nó chả đứng anh em. Thì mẹ mình mà vào mình đi 1-1 đấy. Kiểu gì cũng hoảng anh em ạ. Rồi anh em tiếp tục ấy cho mình nhá. Nhìn này. Bây giờ thì sẽ là một con tài 13 tiếp. Và anh em mà mình khả năng là mình lại đánh tiếp một con tài rồi. Đấy, khả năng lại đánh tiếp một con tài đi xỉu. Thôi đi xỉu nhá anh em nhá. Cũng lại có vẻ đi ngắn á. Một mờ 938k nhá. Tại đây vào thế thôi. Một củ 938k này. Được chưa? Được chưa anh em ơi? Hay là vẫn chưa được nhỉ? Đấy. Đây thì mình sẽ xem tay này chúng ta sẽ có cái gì nhá anh em nhá. Anh em xem video của mình mà cảm thấy hay thì đừng quên là cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá anh em nhá. Đồng thời anh em bấm chuông để nhận được thông báo mới nhất về video của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ có gì đây? 4 này và 5 này và 1. Ui sởi ơi, vẫn là đi một con tài anh em ơi. Lại là một con tài 13 rồi anh em ạ. Căng quá nhờ. Căng đấy nhờ. Thì khả năng là tay này mình tiếp tục mình bẻ tài. À, mình đánh tài anh em ạ. 3 con tài 13 thì khả năng lại phải vào tài rồi. Vào con tài đi. 4M đây em ạ. Tay này vào to một tí nha anh em nhá. Nốt tay này nó mà xịt tay này mình sẽ bắt đầu đánh theo công thức của ngày hôm nay nha anh em nhá. Xịt nhiều quá là phải áp dụng công thức rồi anh em. Không hiểu sao phát đấy lại đứng tài được anh em nhỉ. Không hiểu sao, khó hiểu phết. Nói chung là cũng khó hiểu á. Đứng tài được phát đấy thì cũng đi. Ba con tài 13 rồi, khả năng lại ra con tài 13 nữa anh em ạ. Nọ mình gặp một quả cầu đi, mẹ mày full 11 luôn anh em ơi, đi con mẹ một cái dây 11. Full 11 luôn, đi con mẹ vào phát là xịt luôn anh em. Thôi bắt đầu đánh cái công thức nhá. Bắt đầu vào cái công thức này anh em này. Ở đây thì mình sẽ tính điểm xí ngầu 1 của hai cái phiên gần nhất. Ví dụ như ở đây sẽ là mấy đây? Đây sẽ là 5 cộng 5 này anh em ơi. Đấy, 5 cộng 5 bằng 10. Đánh tài tiếp cho mình nhá. Đấy, 66 củ, 62 củ này anh em. Đánh 6M đi. Đủ má căng nhỉ anh em nhờ. Nói chung là cũng căng đấy. Không đùa đâu. Căng phết anh em ạ. Là gì đây? 6 địt mẹ mày nhờ. Tuổi gì anh em? Rồi ok. Và đây sẽ là một cái tài 11 này. Khả năng là địt mẹ mày nhờ. À, rồi bắt công thức nhỉ. Ở đây là 4 cộng 5 bằng 9 này, đánh tiếp con xỉu. Đánh con xỉu tiếp 7 lít à. Đánh nối con xỉu 7 lít à. À đánh đi 1-1 à, lại bắt 1-1 à.
Rồi. Giờ đánh từ từ thôi anh em ạ, không có gì phải vội. Bây giờ mình cứ đánh từ từ thôi. 3 3 3 này, ok được rồi, được rồi, được rồi. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là 3 cộng với 4 bằng 7 anh em ạ. Như vậy anh em sẽ đánh tiếp cho mình con xỉu nhá. 7 à? Đánh xỉu à? 3 1 củ 365k đi. À tên này mình đánh 365k được. À 1 củ 365k đi. 365k. Rồi. Cái gì nào? Cái gì đây? Một rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Được, 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 được của nó đấy anh em ạ, phải thế chứ. Nó phải như vậy. Rồi ok anh em tiếp tục cho mình này. À, bây giờ sẽ là 3 cộng 3 bằng 6, anh em lại đánh nhảy cho mình một con tài, mình sẽ đánh 662k tay này này. Ok chưa? Ok chưa anh em? Ôi giời ơi là trời. Mẹ. Tự nhiên này anh em nhở, không hiểu sao mà lại xịt từ cái tay đấy nhá. Thôi thì chắc là nghỉ anh em ơi, chắc là nghỉ thôi. Đấy. Khó quá. Không hiểu sao mà cái tay đấy nó lại ra xỉu tiếp anh em ạ. 63 61 xong rồi 3. Đấy, 61 xong rồi 3, như vậy là hết cứu cho mình rồi. Đúng không anh em ơi. Cày thật sự. Thì bây giờ khả năng video mình sẽ kết thúc tại đây nhé anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Nếu mà thấy video của mình hay thì đừng quên là để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Bye bye anh em.